Ok, anh trả lời câu hỏi của bạn Tiến Cường lại ha. Anh ơi, thường thì khách hàng từ đâu thì chất lượng và cách tiếp cận với khách hàng hiệu quả nhất là giai đoạn mới làm branding. Ok, khách hàng chất lượng nhất là khách hàng qua refer của khách hàng mình đã làm rồi. Tức là người ta nói là gì? Một cái câu refer của một người quen với mình giá trị hơn 1.000 cái promotion, 1.000 cái quảng cáo, đúng không? Thí dụ như anh là CEO của một tập đoàn về về điện tử bất động sản gì đó đi, anh thấy bạn anh cần một cái hoặc là anh đang cần làm một cái branding, thì một người bạn anh cũng là CEO của một công ty tương tự, họ refer cái team đó thì dĩ nhiên anh sẽ khá là tin tưởng team đó rồi, tại vì được bạn mình refer mà có một cái người xác thực ấy, không? Tức là chúng mình tắt lại, cứ có một người đã xác thực rồi thì mình sẽ tin tưởng hơn đó, thì cái đó là cái nguồn hiệu quả nhất. Còn ngoài bây, cho nên khi các bạn làm một cái project với khách hàng, các bạn đừng có nghĩ là các bạn làm xong rồi thì thôi, các bạn nên hình dung là cái project đó sẽ là cái sọt khách hàng tiếp theo của mình. Rồi cái thứ hai á, thì nếu mà ngoài ngoài cái nguồn đó ra, thời gian đầu mới làm branding mà chưa có khách hàng refer á, anh vẫn thấy Behance là một kênh rất là hiệu quả. Phần này chắc Huy cũng nói khá là nhiều qua lớp cũng như trong cái những cái vlog rồi, các bạn có thể xem lại cái vlog đó của Huy. Thì Behance, như các bạn có một portfolio tốt Behance thì khách hàng rất là ổn định, và anh xác thực điều đó là đúng.